Andashkola Vola. Ahoy, mình là Yana. Tuần trước chúng ta có học một số từ vựng và cấu trúc câu khi đi du lịch trong nước rồi đúng không? Thực ra thì đồ đạc cần chuẩn bị để đi du lịch nước ngoài cũng tương tự như vậy và chỉ khác một chút thôi. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem sự khác nhau là gì nhé. Ở EU nên việc đi các khối thuộc Schengen không cần phải xin visa nên tới kỳ nghỉ nhiều người hay đi sang các nước xung quanh để du lịch. Các nước thuộc Schengen bằng tiếng Séc là Belgia, Dansko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Italie, Liechtensteinsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko. Vì vậy, từ quan trọng mà chúng ta không thể không biết đó chính là dovolená v zahraničí. Dovolená v zahraničí. Khi đi, chúng ta cần chuẩn bị một số loại giấy tờ như sau. Là người có quốc tịch thuộc các nước trong khối liên minh thì cần đem theo občanský průkaz. Občanský průkaz. Và giấy tờ tùy thân của người ngoại quốc đó chính là povolení k pobytu. Povolení pobytu. Các bạn chú ý, chỉ cần là nước ngoài thì chắc chắn phải mang theo cestovní pas. Karta pojištěnce. Và hiện tại các bạn cần chứng minh kháng thể của mình bằng potvrzení PCR testu. Potvrzení PCR testu. Potvrzení antigenního testu. Potvrzení antigenního testu. Riêng về xét nghiệm kháng nguyên, bạn phải kiểm tra xem nước mà bạn đi có chấp nhận không nhé. Tiếp theo chúng ta có potvrzení o očkování. Potvrzení o očkování. Potvrzení o prodělání nemoci. Potvrzení o prodělání nemoci. Gần như là một thứ bắt buộc phải có trong các chuyến đi đó chính là cestovní pojištění. Nó không đáng là bao đâu, nhưng trong các trường hợp khó lường trước như mắc Covid-19 thì có thể bảo vệ bạn khỏi các khoản phí đắt đỏ. Và tất nhiên, quan trọng nhất chính là tiền. Cộng hòa Séc dùng koruny, viết tắt là CZK. Nên trước khi đi, bạn phải đổi sang loại tiền tệ mà lưu hành tại nơi bạn đến. Thường ở châu Âu hay dùng nhất đó chính là euro. Hoặc an toàn nhất bạn có thể dùng thẻ ngân hàng. Còn một vài thứ mà mình phải nhắc các bạn mang theo đó chính là opalovací krém, kem chống nắng, hay sluneční brýle, kính râm. Và mọi người đừng quên một thứ nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng đó chính là nabíječka, sạc điện thoại. Bài tập ngày hôm nay của chúng ta là
Dịch các câu này sang tiếng Việt rồi viết dưới bình luận nhé. В немецку, словенську, раковську, Італії все платить еврем. В польську все платить злотим. В хорватську все платить куною. В маджарську все платить форинти. В швейцарську все платить швейцарським франком. Cảm ơn các bạn đã học cùng mình trong ngày hôm nay. Nếu mọi người thích bài học ngày hôm nay của mình thì đừng quên like, share, subscribe Tamda Школа để có thể nhận thông báo cho các bài học tiếp theo nhé. Còn bây giờ, naslednou.